Này mình còn lô mây nu này nha các bạn. Mấy cây này dạng bán thành phẩm mà, với có một số cây được được cũng thành phẩm rồi. Đây một cây bán hết nguyên một cái lô rồi luôn nha các bạn. Hết lô này kiếm tiền Tết. Bán hết một lô luôn nha các bạn. Đây một cây. Mấy cây này mình bán giá tại vườn nha, như là mình là bán luôn cái chậu á, tính luôn là luôn cái chậu luôn nha bạn. Nguyên một lô một cây, hai cây, mấy cái này trước mình cũng có quay clip á, hai cây. Cây này phôi nha bạn, phôi nhỏ, ba cây. Ai mua là vườn coi cũng được, bốn cây. Cây này cây trung nu, ba cây nãy là ba cây gò công, bốn cây. Cây này đang ra bông, cây này ra bông ngày Tết luôn, trung nu bốn cây rồi, năm cây. Cây đẹp lắm, cây này bữa lên phong đẹp lắm, cây này có thể là cây đẹp nhất luôn. Cái chậu này cũng mắc nhất luôn, chậu này năm xị, năm cây, sáu cây. Sáu cây, bảy cây, gò công không nha bạn. Đa phần của mình là gò công hết, có một cây trung nu là cây đậu đỏ của trung nu thôi. Cái này đế đẹp nè, bảy cây. Ở gần thì mình gửi luôn cho mấy bạn là chở luôn chậu này cũng được, chậu này chậu nuôi nhỏ ra uống lắm. Cái này cái đế đẹp lắm. Bảy cây, giá tại vườn bảy cây rồi hả? 8 cây. 8 cây các bạn ơi. 8 cây. 9 cây. Cây cuối cùng 9 cây. 9 cây mình bán giá là mình bán nguyên lô luôn nha bạn. Mấy bạn lại mấy bạn chở chậu rồi hết cũng được. Giá này giá tại vườn nha, còn như mấy bạn ở xa xa kìa thì mình tính thêm phí ship vô. Tính cho phí ship nhiều mới được chứ giá này giá tại vườn nha bạn. Thanh lý cái lô này, bán hết cái lô này kiếm tiền Tết. 9 cây. 2 9 cây nha bạn. 1 cây. 2 cây. Đây là 3 cây. 4 cây. 5 cây. 9 cây nha các bạn, 5 cây, tổng cộng là 9 cây. 9 cây. Mình bán nguyên một cái combo này là 16 triệu đi. Combo luôn chậu luôn cây nha các bạn. Tính ra khoảng 1 triệu chưa tới 2 triệu một cây, luôn chậu. Chưa tới 2 triệu một cây nha các bạn. Không ta, 9 cây. Đúng rồi, nếu mà 9 nhân 2 tới 18 lận. Này bán giá tại vườn nha các bạn. Chưa tới 2 triệu cây. Triệu mấy cây à? Triệu mấy cây nha các bạn. Tại mình bán một cái combo nhiều cây, giá nó rút lại. Mấy cây này là mình mua là bán lấy lại kiếm tiền Tết. Bán triệu mấy cây á. Triệu mấy cây à? 16 triệu. Bán nguyên combo 9 cây này 16 triệu nha bạn. Anh em nào được thì điện thoại mình, giá công khai luôn và khỏi trả giá luôn các bạn ơi. Cho anh em bán vậy là khỏi trả giá, trả giá mình không bán đâu. Giá mình là giá công khai, cây nào rồi trả giá, cây nào có lời thì mình bán, chứ cái này là giá, là giá bán kiếm tiền Tết luôn rồi. Bạn vô khỏi trả gì mất công. Có một số anh em mua mắc cười lắm, mấy cây mình đăng giá, giá lúc nào mình cũng giá công khai các bạn. Vậy mà chứ nhiều khi vô còn hỏi cây đó giá nhiều nữa. Muốn trả giá thì trả giá chứ chứ biết sao giờ còn hỏi cây giá như. Tại lúc nào mình đăng giá lúc nào cũng có trên tiêu đề nha các bạn. Giá lúc nào nằm trên tiêu đề á. Ít khi nào mình đăng giá ẩn lắm. Giá lúc nào cũng nằm trên tiêu đề, các bạn cứ nhìn cái giá đó. 9 cây nha các bạn.
bán một cái combo một lô menu của công 9 cây 16 triệu, đang cây triệu mấy á, cây khoảng triệu mấy bạn chia đi chứ giờ chia không được, chắc khoảng triệu 8 quá chúng ta. Nuôi công nha bạn.